rồi rồi đáp 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 đi gì thôi ờ đáp rồi lên mẹ mày lên đi lên đi lên đi lên tức quá trời tức rồi. Ok các nhà ơi, hồi nãy giờ thì Di cũng đã setup xong một cái trò chơi. Thì hôm nay sẽ là một cái trò chơi mà Di là nhà tài trợ chính, nhưng mà Di bỏ tiền vào trong bao lì xì và Di nhét vào con heo. Hôm nay là mùng 2 Tết, Di sẽ tổ chức cho mẹ ổ, bà bá, mẹ má, bé Nan và em Huy chơi cùng với Di. Di cũng sẽ là tham gia cho các nhà. Nhưng mà thể loại cuộc thi á, thể loại cuộc chơi nó cũng giống như năm ngoái thôi. Mình sẽ bịt mắt và mình sẽ quay 3 vòng, sau đó mình sẽ đi đập heo. Hôm nay thì đặc biệt là mẹ ổ có sự xuất hiện của mẹ ổ thì Di sẽ tổ chức cái trò chơi này lại nha các nhà. Ủa? Cút hà! Xong rồi! Má! Kìa mẹ! Ta! Đó! À, chưa. Từ từ. Bên Nam đâu mẹ? Bên Nam. Anh xui đâu rồi? Kiếm tiền, giây phút kiếm tiền bắt đầu. Kiếm tiền mẹ, kiếm tiền. Kiếm tiền. Kiếm tiền. Bự bự á, có tiền. Bự đúng rồi, bự có tiền nhỏ, không có tiền đâu. Bự. Có tiền hả? Bự tiền nhỏ. Con biết có tiền hết. Có tiền hết. Có một cái gọi là không có tiền. Một cái là xịp bạch, một cái là rối ha, nhiều rối ha lắm, rối ha xịp bạch, một cái là phân ha, à, hụt rối, chặt rối, nít, bạch hay, dớ, dớ, nhau mới dớ, đây là heo xạo xạo nè mẹ ổ, con cũng mới chăm mấy đây, anh đi xạo xạo, mẹ ổ đang bự nhưng mà tiền nhỏ nhỏ. Mẹ ổ đang thăm dò Di là con heo nhỏ, heo lớn, con heo nào có tiền nhiều, thì Di nói là Di không có nhớ, Di bỏ đều hết, con nào cũng có tiền nhiều, tiền ít chứ không? Bây giờ Di cũng không nhớ nữa là con heo nào có tiền nhiều nữa thiệt luôn á. Tổ chức sự kiện mà đòi chơi lấy tiền lại nữa là sao? Thì phải chơi chứ, chơi kỳ bạn cho phải gỡ gạt chứ. Em thích con này nè, Doraemon nè. Mẹ anh đi. Mẹ thích anh nhé. Mẹ, hụt thanh á. Mẹ Tô hụt thanh á. Hụt chẹp thanh. Mẹ thích nè. Anh đi đây. Cái này là gì? Cái này hả? Không phải Doraemon đâu. Không. Heo. Cái này là con heo mèo. Heo mèo. Heo mèo. Còn kia là Doraemon. Mẹ thích này không? Mày nhớ mày đập cái này nha. Em đập Doraemon nha. Mày tao không biết mày tự chọn vị trí. Doraemon là của em. Ok vô. Vô mẹ vô mà anh xui ra, mà anh xui chị xui ra. Kem chơi luôn hả? Kem cũng. Mẹ nói á, mẹ biết rồi. Mẹ sẽ đánh cái con heo nhỏ, con heo bự không có tiền đâu. Ờ. Mẹ nói. Có mượn căng. Con heo nhỏ khó đánh trúng hơn. Thấy không mẹ? Thấy không? Thấy không? Thiệt. Cái này lên nên đáng yêu, là vàng tốt lo yêu cái này. Thiệt hả? Mẹ anh yêu cùng mẹ đâu? Mẹ, anh yêu của mẹ đâu? Không thấy gì. Thì à? Tại địa đều thác cuốn mẹ bịt tung đi nè. À, nếu mẹ không nửa lại này nè. Cái này mẹ sẽ dừng đường ở xuống. Mẹ dừng. Mẹ đi vỗ. Mẹ cho gì mày nói. Mẹ đi vào cái này mẹ. Rồi, gì chơi kia là kiểu kia đi. Mẹ kiểu kia là không thấy luôn. Mẹ coi video năm lúc trước của gia đình chúng mình đập heo mẹ. Mẹ nhớ hết, chưa nói ra cho mẹ biết là hôi. Chỉ là sự nguy hiểm với cái tay chúng mình. Nhớ không là năm lúc trước là chúng mình đập xong rồi là chúng mình đóng cửa rồi, chúng mình không biết tại vì mà chúng mình muốn có tiền quá. Cái nhôm này nè, vừa tầm luôn nè, nó có xi măng mà. Dài quá cái chừng nè, dài quá quốc cái chừng chúng cái sắt á bung bung chết. Bên anh nghe từ da thí sụn. Ok. Mẹ anh ấy. Mẹ lấy cái này hả? Ờ. Con này chơi chắc cú luôn kìa. Ủa mấy đang có cùng thôi. Giờ nhắm mẹ. Lấy cái mẹ. Nhắm mẹ. Hello. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà đã trở lại với kênh Unisa. Thì hôm nay có một trò chơi rất là thú vị. Mà năm ngoái gì đã tổ chức cho gia đình chơi rồi. Nhưng mà năm nay có sự góp mặt của mẹ ổ. Dạ.
cho nên là Di sẽ tổ chức đặc biệt hơn đó. Thì thể loại cuộc chơi nó cũng giống như năm ngoái thôi, mình sẽ bịt mắt và quay 3 vòng, sau đó mình sẽ có một người là cái lượt kế tiếp mình á, là sẽ đưa mình đi đến cái vị trí của con heo đập. Thì tùy người ta tùy địch nó cả nhà. Nếu mà địch á thì người ta sẽ đưa đi chỗ này chỗ kia, còn nếu mà không phải là địch á, bạn á, thì người ta sẽ đưa tới con heo đập luôn. Và mỗi người chỉ được 1 phút khi bắt đầu đập á, đập heo á, thì mỗi người thời gian quy định là 60 giây là 1 phút nha cả nhà. Và ở đây là có những cái vũ khí, những cái dụng cụ để mình sẽ chọn. Tới lượt mình, tới lượt ai thì người đó sẽ được chọn. Mỗi người đập trong vòng 1 phút, nếu mà bể một con là ngưng, là xong. Ừ, ở đây chúng ta có 12 con heo. À, 6 con heo nhỏ và 6 con heo lớn. Có bao nhiêu con heo? Có 12 con heo. 12 con heo và một đó. Đó là cho giúp mình, cái tiếp đó cho giúp mình là cho đi đường đâu đường đâu. À. Mẹ đây thầy, mấy đang hỏi quá mẹ, con hỏi cái gì không? Mấy không? Mấy trai. Đây đây. Khi nào mà con kêu, bắt đầu là mẹ sẽ ti, mẹ đánh. Đánh 1 phút. Ngừng nó ti. Hết 1 phút. không bể dạ. Thua tham một nửa nửa thì lão người tiếp theo tè tham mà mấy tè con mấy mì xịt đây này này người này. Tiếp theo ok chưa dạ. Ok cả nhà, thì Di xin tuyên bố cuộc thi chính thức được bắt đầu và 6 người chơi sẽ sùm coi ai là người đi trước và ai là người đi bét nha cả nhà. Bây giờ muốn nhiều ra ít ở hay là muốn sùm nhiều giá cỡ đi mày biết đấy. Mày biết sùm không, biết sùm không? Bao, búa, kéo. Có mì canh cay. Bùm. Mì canh cay. Rồi, con mẹ nhất. Cái gì đó? Con với mẹ con ai đi trước nè. Từ từ. Để Di phân định thắng thua với mẹ nha, là ai đi trước nha cả nhà. Sổ hôn thay cho Ti rồi. Mấy sai gặp Quân Di. À, gặp Quân Di à. 1, 2, 3. Mẹ cái 2, mẹ. Di là người đi trước. 1, 2, 3. Đó. Đó. 1, 2, 3. Đó. 1, 2, 3. Ừ, cái này. Ok, đi chung bà má. Đi chung. Tới mai luôn đi cũng được. 1, 2, 3. Dễ, chơi dễ. Trên Giang là bét nha. Mày cho chút, Trên Giang đi bét. Rồi cuối hả? 1, 2, 3. Đã ba. Rồi, cha mẹ coi ai đi ba. Ai ba tư nè. Bao? Khai về khỏi thi xã. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chị nói rồi, búa ok, chị kéo. Rồi, Di là nhất, chị còn mấy này là bét nha cả nhà. 1 2 3 4 5 Ui, trên 5 lá, 6 4, 5. Ok cả nhà, cuộc chơi chính thức bắt đầu. Anh, tiếp tục to. À, lắm kia rồi nè. Khô về một lá, khô là anh. À, nè, mẹ, coi anh. À, anh Di giờ chọn cái cây sắt xây nhà. Đúng rồi mẹ. 1 giây mà thử được. Giờ tới mẹ ẩu, bây giờ vô nè. Giờ tới mẹ ẩu đưa anh đi chỗ đó nè. Bấm dây chưa? Tôi về phân thí sổ, tôi đốt hà năng muộn xong lo. Đồng hồ bấm dây. Thôi khoan, đồng hồ bấm dây đâu rồi? Kìa. Nè anh bấm dây con. Dạ con bấm dây. Dạ anh đi phân chặt đây là. Muộn nha. À. Quay 3 vòng nữa nha. Con làm 3 trước đúng không? Chưa. Bắt đầu trước. Chưa bắt đầu đâu. Đang okay. Nào ti á, bắt đầu. À ok, làm. 1 2 3. Kìm ti nha. Bắt đầu nè anh. 3, bắt đầu. Rồi đi ra, tránh ra. Đi ra. Đi thua. Đi thua là cái gì? Đi thẳng. Ok. Ti ơi, ti. Đi. Ôi 13 giây. 100.000. Ủa? 100.000 hả? Bảy hả? 100.000. Không xa. Rồi 20. Rồi 20. Muốn đập chỗ nào? Chắc chọn heo bự rồi. Heo bự rồi. Cái này leo con vui, giờ bịt đen giật tay. Mẹ nói không có thấy rồi, đừng có đóng ngạc nhiều. Rồi quay đi. Rừng chiên lên thì nè. Mẹ nói. Áo, đi áo, mẹ sẽ có cái nó. Quay lên chị xuống. Tôi chào. Ủa mẹ mẹ. Đi áo. Tôi cái gì mẹ quên lấy cái búa cái kẹo cái gì mẹ muốn đập heo với cái tay của mẹ hả mày lấy cái sẻng á tôi chào anh này.
này. Tên. Rồi, rồi, được rồi, được rồi. Sao nè? Anh này có thấy không? Mày anh đi đi vào bên máy đúng không này? Anh đi. Anh đi. Ô ai ní xem em, thôi tôi thử vào màn ní. Đi thử vào màn ní. À, ok nè. Ok nè. Ê, giúp gói mẹ vô. Ok. Rồi, quay. Quay leo. Khoan cho mẹ, mẹ mày quay. Vô, mẹ vô quay. Mẹ quay ba vòng nha. Ui. Mẹ này đạp trước đó mẹ. Mẹ mai hả bây giờ? Đi. Rồi, rồi, ba vòng chưa? Rồi, ba vòng. Ba vòng quay gì vậy? Ba vòng đi. Rồi, 1, 2, 3, bắt đầu. Bắt đầu. Rồi, đáp. Đáp đi gì thôi, đáp. Rồi, lên mẹ. Đi lên, đi lên đi lên. Đi lên đây nữa, đây nữa. Đợi mày lên. Đợi mày lên. Vàng, lỡ Việt Nam, dạo lắm, mẹ mở, cửa rồi đó, mẹ cho tôi trên tay với mình nó mình chết. Khỏa đúng rồi, khỏa, mẹ ơi, chị giúp đi. Một phút hả? Nói chị giúp đi. Để vô kênh, Léo khỏa mà, tao léo khỏa mà tao lọt lên. Léo cây cho mọi Bella léo. Đợi mày lên. Đã. Mấy chai. Léo khỏa. Bay. Đừng, bay lên. Rồi, hết giờ. Mẹ ơi. Léo. Mẹ mở léo. tức quá trời tức à. con mẹ quay mà thử tao. Ok cả nhà ơi. Thôi bây giờ cho mẹ ổi em nè. Không dạ mẹ. Mẹ uống có thể yêu. Ôi nè ngồi lên đây nha. Ok mẹ ní nó. Rồi mẹ đẹp. Trời ơi mừng mày cho thêm lần nữa mừng lắm mày. Đây. Dạ. Rồi lên. Ô ý lắm. Thôi quay dầm thôi. Lần này là cho mẹ ổ đi chính xác nha cả nhà, chứ không cho mẹ ổ đi ấy nha. Nãy giờ cà phê mẹ thôi rồi. Rồi bay mẹ. Bay hơi à. Chị đi lại bay tuần nè. À nè nè. Mẹ không tên, mẹ không tên. Bay mấy sao? Mấy sai thì đi ao chinh là ao chinh chinh, ao chinh chinh tôi tôi bên nè. Sai, tôi bay thằng nè. Rồi. Điêu. Phan từ. Bây giờ nha. 1 phút. Bắt đầu. Mấy đây. Hơi nhớ con đau. Léo khỏa. Léo khỏa. Đi rồi. Đi rồi. Của mẹ có cái lì xì kìa, có cái lì xì mẹ ổ, của mẹ ổ kìa. Mẹ ổ đâu? Đó, lì xì. Coi thử mẹ. Mệt quá trời mệt rồi. Thôi nghỉ luôn, về luôn. Mẹ đũa không tiền? Mấy nhiêu nữa? Tiền nhiều rồi nghe chị Xuân. Mấy trăm lận. Trời ơi, này vô luôn rồi. Ui, 500. 500. Ui, đấy trời ơi. 500 cả nhà. Mệnh giá cũng lớn lắm, mấy trăm lận con em nha cả nhà. Mệt lắm mà gầy sắc. Ui, mồ hôi mẹ luôn à. Mẹ mai chọn cây sắt. Nhỏ à. Nhỏ hả? Ừ. Nhỏ gì đập sao nó bể? Nó khó bể lắm nha. Bể. Thì con nắm tay lên. Quay. Mẹ mày nặng quá sao quay không nổi. Một, tao quay luôn rồi. Ba ba. Suy nghĩ làm bánh kho mẹ. Kê cho luôn đi. Ao ba ba ba. Cẩn mặt quá. Rồi rồi, đây nè. Phan tôi dẫn qua bên này đặt con heo bự nè. Thôi khỏi. Rồi rồi mẹ đi mẹ. Dạ. Ông cái túi. Rồi. Cho né ra nha mẹ quên tùm lum là giờ bắt đầu á. Tầm sắt lên. Rồi. Mẹ sẵn sàng chưa? Phan ra chưa bắt đầu. Mẹ. Bắt đầu đi nha. 1 2 3. Bắt đầu. Đâu? Phan mẹ ngợp nó mũi mà. Điêu điêu. Phan gì thấy được. Có gì. Thở miệng. Thưa mẹ. Được rồi. Cái sắt nó dài hút rồi. Chín rồi. Hút rồi đi qua hút luôn rồi. Lùi lại. Giờ tí leo. Ok. Vô, con của mẹ ổ chọn kìa, con của mẹ ổ chọn. Ủa,
Ồ, 500 ngàn. Trời ơi, lẹ dữ kìa. Con heo hồng của mẹ ổ chọn. 500, dám mẹ ổ. Gì mà nhẹ nhàng vậy? Đi nhẹ nhàng vậy? Con này nãy mẹ ổ chọn. Mẹ ổ kêu hồi đánh con này. Con nghĩ cái đường này dốc mà khó nè. Mà heo mới từ nhiều nè. Mẹ nói mình dạy mẹ nhiều quá con, nhưng mà đẩy tới mình nói được mẹ cho con, mẹ nhìn con đập mà em nên bỏ qua mấy con kìa kìa. Chị Xu ơi, tôi lựa con nhỏ, con nào mà nó có được đường đi đi ra đây này, ai làm tê papá giờ con papá các bạn nhiều papá giờ nhiều nè. Con này có cảm giác gặp lần đường quá đi nhiều quá tôi anh này rồi tới cha, tới cha bị bịt mắt rồi, cha chọn vũ khí, cha chọn vũ khí đi. Chọn vũ khí. Ok hả? Cái này hả phải không? Bạn sao? Xin lỗi, xin lỗi. Sao bạn hả? Đi thôi lại. Con sụt thái. Rồi. Đâu bịt mắt nè. Rồi, Huy kìa. Huy bịt mắt kìa. Ờ, cho tôi lên anh ơi. Mày lấy cái giá là mày thua đó anh ơi. Em thua. Rồi, xài đi Huy. Ui, bà phá, đừng có làm trước nha. Cái mặt như vậy. Chứ mà, một vòng nè. Hai do vòng rồi, chứ mặt quá rồi. Chứ mặt quá rồi. Đi. Nói, papá nói. Mình mở cho tôi đi. Thường thường papá có thiếu đường mà. Ơi, papá. Hát hồn. Đi đường đây, hát hồn. Đứng rồi. Rồi. Con một cam đó cha, cái lít của nó kìa, đó. Lít nó lên. Mày để cho tao cho máu nó bình lại đó coi. Sẵn sàng chưa? Rồi. Khoan, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bắt đầu. Rồi em né liền. Trốn. Đi tới. Đi nữa. Đi thua, đi thẳng. Đi thẳng, đi thua. Đi tới. Đi tới nữa. Đi mà khó khăn dữ vậy ta. Hết giờ rồi. Rồi bà ba, hay mới rồi. Này là, rồi đánh. Đánh lên bà ba. Lùi ra chút mới được. Bà ơi, cái đó mình đánh. Đúng rồi. Ừ. Mà đào đừng cho bên trái. Bên trái. Trái nữa. Dạ, biết rồi. Ấy. Nghe có tí rồi đừng lâu. Lâu không anh. Rồi nhắm mục tiêu rồi. 46 giây. 46 và 47 giây. 47. 48. 49. 52. Bên trái kìa. 53, 54. Hết giờ. Hết giờ. Bên trái rồi. Yếu quá, giờ tới ai? Tới em. Tới Huy phải không? Em. Anh kể nước miếng hôm nay nhiều dữ nha. Ai đó? Bà ba chắc. Bà ba mẹ. Rồi hết tới đường coi. Mẹ cười quá. Mình thấy đường không nhỉ? Mình thấy đường. Bà ba mình chung cái gai chạy nước miếng nhiều cái gì. Nãy á, nó miếng chính dưới à, giờ chuyển ngược lên. Không có chị em. Chị là người cuối cùng nhé em. Chị người cuối cùng gì Hương á? Cuối cùng nhé. Chị Hương hết à? Trời ơi, còn bịt vô cái lỗ mũi mình không cho mình thở nữa. Không, bịt lỗ mũi rồi, thở miệng đi. Chị nói khỏi thiệt. Ai mà không bịt lỗ mũi, chịu cái miệng ra không à. Rồi, chưa rồi. Không, em bị được rồi. Không, được rồi. Rồi. Được rồi, không thấy được không? Đó, giờ quay nè. 1, 2, 3, quay. Vũ khí có rồi. Đây, trong mình đó kìa. Bà. Ali, ok. Bắt đầu nè. Ok. Đéo. Ôi trời. Đéo. Em vui cho khỏe mái, thổi tiếng. Huy không tin, Huy không tin. Ơi. Mày. Chưa bắt đầu. Hai. Con cũng chưa tin lắm đâu nha. Mày tin chị hai mẹ là mày tin như mẹ ổ. 1, 2, dẫn mày đi, mày 3, không chịu nữa. Bà, rồi. Sao? Đi đây. Cái búa, cái súng. Cái búa của em. Ui. Cái già kia đó.
đó hả? Đó ứng mày trong cái giá rồi, chuẩn bị nấu mày thôi. Chưa 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 không vô giá tiếp. Chơi kiểu này già, kiểu này là thua rồi. Rồi. Quý tiền lớn quá em. Bảy chưa? Đã bảy rồi. Bảy rồi, bảy rồi. Bảy rồi. Rồi, lụm tiền đi, lụm tiền đi. Lụm tiền đi. Đâu có dễ dàng vậy. Kiếm vô. Lấy lụm tiền đi. 30 giây nó là nói là hay lắm. Cả nhà 30 giây là có tiền rồi. Ừ. Rồi kìa. Nè đây nè, đây nè. Đây nè. Đây nè. Nè. Doraemon không đơn giản. Nó là một cái gì đó rất là thần kỳ. Nhìn cái mặt của nó không phải là Doraemon thiệt, nó chỉ là một con Doraemon giả thôi. Có tiền không? Có tiền nha. Xì ba đó. Xì ba. Mẹ, mẹ cười. Mẹ cười sao đấy, mẹ mới biết là bao nhiêu tiền con. Ồ, 10.000 mẹ. Trời ơi, Doraemon nè. Ai đó, tới Nan hả? Tới chị Nan rồi. Chơi chị Nan là tao quay. Nếu mình, hả? Anh làm em á. Anh, nếu anh làm cái đó để tôi đưa mình ăn trứng vịt lộn, ăn kèm chocolate nha, ăn lẩu giấy nha. Ăn tiền với vợ chồng mình mà, vợ chồng mình phải cố gắng hợp tác chứ. Bye bye kia ơi. Ừ, bắt đầu tôi rồi nè. Chọn vũ khí chưa? Mình là người nhà nhau mà. Chọn vũ khí chưa? Dạ làm cái gì chứ, sợ sợ tôi nha. Đi, đi chọn vũ khí kìa. Ờ khoan, em muốn cầm cái gì? Chọn vũ khí. Ờ đúng rồi. Anh đi cái đó. Nè. Ừ. Chưa. Ê. Ôi, bự vậy con. Rồi cầm đi. Dạ tôi. À mình làm cho tôi. Mẹ mẹ. Ơi. Mẹ làm gì đó? Con không chia sẻ tiền cho mẹ đâu. Ờ nè. Lấy tí nhá rồi. Tôi về về với rồi. Mẹ, tôi lấy bạch tí. Mẹ đi đánh tính rồi, con heo kêu tiền nhiều rồi. Mẹ mẹ dạy con bà phá. Heo bự là ăn nhiều con. Heo nhỏ là không có tiền ăn con. Mẹ ổng rút kinh nghiệm từ con Doraemon nè. Bây giờ anh không nhớ cái nào có nhiều cái nào ít nữa, bây giờ quay lại đi. Để cho tôi nhớ. Tôi chơi vừa con đi. Tôi chẳng ở đây. Bấm vừa em ở đây không? Hay là bấm bắt đầu. Bấm bắt đầu mà. 3 ba rồi. Ba rồi hướng này. Tôi đi cái này là có phải tăng múa nè. Không gì nít nữa. Ờ áo. Đừng có tin anh Chi. Ok giờ bắt đầu nè. Đừng có tin chị Nan. Xạo xạo chị không đó. Đi đi. Rồi chị bị xạo rồi, chị bị xạo rồi. Khoan. Bắt đầu lại sao vậy? Đó. Bắt đầu chưa? Chưa. Rồi nè. Bắt đầu. Sai. Rồi. Bò, trông. Đúng rồi, nó ăn hết, nó ăn hết. Quả như tôi muốn ăn giật tí, tôi nó giật tí. Tí. Em bự rồi. Đâu. 1, 2, 3. 2, 3. Còn nữa, chưa. Rồi. Mày có bà có lì xì là nhiều tiền. Có gì xì nhiều tiền, không lẽ 10 ngàn, không lẽ 20 ngàn, đúng không? Không có gì. Hả? Thì hả? Thiệt. Nhìn kìa. Có 100 ngàn à? 100 ngàn mẹ. Có 2 xịp. Hả? 2 xịp, đây loại 2 xịp. Trời luôn anh. Dạ. Tại sao người mẹ hay mẹ là giỏi quá? Cái gì vậy? Lần này Di sẽ đổi vũ khí nha cả nhà. Đâu trời, đứng xa đi trời, đi khỏi bịt mắt. À, ủa sáng ăn bún kêu ạ. Em mắm lút vậy. Cha mẹ. Cha mẹ, cha cười ghê, cha cười. Bác cười ghê. Ăn bún kêu hơi nhiều nha. Em nói mà nãy giờ là của bà báo không đó. Chồng muốn ở đâu? À, anh ở mặt mình à, hết heo rồi nè. Muốn bên phải đi. Bên phải không đi.
Ờ khỏi quay anh luôn á, cho anh chọi luôn á. Ủa chê, còn cái nàng hai này. Anh chọi hết 4 cục là hết được nha. Không được lụm lên đâu đó. Bắt dạ. đầu mấy, lúa không bắt đầu. Này. Bắt đầu đi. Bắt đầu nè. Ủa gì xong mấy hả? Rồi khỏi quay anh luôn cho anh chọi đó, chọi đi. Ừ đúng rồi, khỏi bắt đầu. Đừng chọi bên tay phải anh là được. Bốn cái này. Quay mà trước cũng vậy đó, đừng có ăn mà trước nha. Em bên tay phải anh đó nha. Ở đây chọi cho nó mạnh. Đúng rồi. Thì tới chút nữa đi. Tới chút nữa. Tới chút nữa. Rồi được rồi. Được rồi, được rồi. Tới chút nữa anh cầm một gạch. Ủa, đập này, luôn á. Đây lên anh yêu. Anh yêu đó nè, dừng mã nhiều lần mình mãn bóp 2 3. Ui, chưa bể. Rồi bể cục gạch đây, bể cục gạch. Chúng mà chưa bể. Một, khó ít rồi. Heo, heo muốn đi. Hai cục. Mên mên bên bên trái. Ơi lép xay, lép xay, lép xay lấy cây mới, lấy cây mới. Lấy cây mới. Lấy cây mới, 1 2 3. Ui. Đúng rồi, hay lắm. Hay quá chị ơi. Tuyệt vời. Oh, yeah. Good job. Yeah. Bây giờ anh ấy khỏi khỏi lấy bắt đầu. Tại vì có 4 cục. Dạ, đúng rồi, có 4 cục thôi. Hai ngày cái xẻng cái mà bởi. Thì đó. Không, bởi cục gạch. Bởi gạch, bởi gạch. Cái bông ở. Dạ tới mình muốn anh ấy hả? Như muốn anh ấy hả? Dạ. Giờ mẹ đập cho. Là ai vậy? Gạch đâu? Tới mẹ. Mẹ ở. Một. Hai. Một. À cho mẹ may. Hai. Ui. Ui. Hết rồi. Ba. Rồi. Rồi mẹ mẹ mày xong rồi đó. Một. Đi ra tôi lên. Rồi nha, chuẩn bị nha. Một, hai, ba, bắt đầu. Bắt đầu. Đừng. Bốn. Tám. Bay hột cao. Thò. Chị đồ nga đó. Bay nít lên, đừng đừng cao. Đập. Ê. Rồi 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 tới chuyện rồi. Một hai ba. Rồi một cái bao lì xì. Ơ coi mẹ coi bao nhiêu tiền. Mẹ không biết nhiều tiền. Mẹ chơi cái này mẹ nắm quá. Có nhiều có tốt trắng không? Nhiều. Nhiều không? Nhiều. Một triệu rồi. Một triệu. Ôi. Một triệu. Nhiều gì? 500 nữa, 2 rối. Bây giờ 2 rối, 2 sẻn. 2 sẻn có xịt lối mình đơm nghe. Mẹ con đi mẹ đó. Có gì chỗ đầu? Không, chưa, chưa. 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 Chưa, 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 chưa. Ôi, nhiều tiền mẹ ơi, đập tiếp đi. Nhiều tiền đó mẹ ơi. À. Dạ không? Nhiều dữ vậy. 500 hả? Ờ 500 nữa đó. Trời sao tao xui với giờ đập toàn 100 mà. Tao tao là người bỏ tiền mà tao đập toàn 100 mà biết rồi đó. Ăn nói xà lơ. Nói cái gì vậy? Em có 10.000 đó nè. Cái ai vậy? Tao xong bao nhiêu? 100 hả? 100 à. Quay nè, hướng này nè, quay hướng này nè. Đúng rồi. Người tiểu đường quay từ từ. Cái tưởng đi cũng đã nữa ha. Ba nè. Rồi. Rồi ba. Rồi. Rồi. Thẳng luôn. Rồi cô Vũ cố lên coi. Bà ba cố lên. Bà ba cố lên. 1 2 3. Bắt đầu. Đi. 2 3 4 5. Tí lên 6. Tí lên. Rồi rồi đó 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 đó. Ông bên kia. Rồi đó. Đúng rồi, đúng rồi. Bà ba chăm sóc anh. Cô sợ đập không bể con heo trời. 1 2 3. Một, hai, ba, đập. Ấy không đập vậy, không đập vậy. Ba muốn ba con. Không đây, không đập được vậy đâu. Bữa xuống rồi chứ không được bữa ngang. Bụng lên kìa cha ơi. Ngửa bụng. 37 rồi, ba. Cha, cha đập ngang là không được lấy tiền đâu nha. Đập xuống, bữa xuống. Đập chưa? Rồi, một, hai, ba, bữa. Rồi. Lôi ra chút. Hai, ba, bữa. Qua trái, qua trái. Qua trái, qua trái xíu. Hai, ba, bữa. Rồi, giá luôn rồi, giá tiền rồi, giá tiền rồi. Giá tiền rồi. Được không? Năm năm. Rồi. Có, trước mẹ cái bao này chắc không có tiền quá. Sao nghi quá vậy trời? Không lẽ cha vậy? Hỏi cho xui vậy sao trời? Không lẽ... Có không? Mẹ? Không lẽ tôi xui vậy sao trời xui? Có. Có không? Như mẹ? Trăm mà, trăm ngàn, trăm ngàn à. Trăm. Ừ, thôi. Vì được rồi, ăn nổi. Công sức mà. Gán thêm trăm ngàn nữa là được 110 ngàn. Sao anh hỏi gì? Đừng ăn nấu xà lơ nữa. Rồi đúng rồi, tới luôn. Tới luôn, tới luôn, tới luôn, tới luôn, tới luôn.
bên phải chút xíu thôi tới rồi. rớt rồi. Trời. Có hả? Nguyên dắt đường chịu rồi. Dày dày nè. Một triệu. Không. Làm con chó đường chịu luôn kìa. Không có tiền. Ôi. Rồi. Dắt đây. Yeah. 100 ngàn. Giờ 35 giây 100. Mình đập cái thủ. Trời. Rồi. Cái cũ không á. Rớt rồi. Được 100 nữa. 30 giây. Trời xong luôn rồi. Đứt phim này. Trời ơi, chắc cú gì trời. Thêm á. 17. Không có tiền rồi. 500 ngàn. Không có tiền à. Hai lỗi mà ly á. 500 cái gì vậy? 500 ngàn. 500 rồi. Người vợ có không có giớ. Người giớ có. Ui, có 500 nha. 500 rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 4. Tạm xì nha. Ok. Tạm kết cuộc chơi tại vì được 200. Bé đang cùng có 200. Papá 100. Đây là team nhà giàu. Đây là 1 triệu. Mẹ ổ là đường 1 triệu. 1 triệu mốt. Huy là 1 triệu 10 ngàn. Cái này là một vị nữ khán giả tặng cho mẹ ổ. Có một người khán giả nữ. À... không có, không cần tặng. Không cho chị xui fan club á. Fan club tặng mẹ. Tặng cho mẹ hả? Dạ, cảm ơn. Cảm ơn chị nhiều lắm. Chị cũng cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi video này của gia đình Duy mùng 2 Tết. Thì mùng 2 Tết là mẹ ổ là người được nhiều tiền nhất nha cả nhà. Rồi sau đó tới em Huy, mẹ Mai, rồi tới Duy với Nan. Hai vợ chồng được 400, rồi tới bà Bá là chó nha cả nhà. Nhiều nhất là hóa là chót. Duy xin cảm ơn quý chú anh chị. Và nếu quý chú anh chị thích video này của Duy thì không quên like, subscribe và share. Bây giờ thì Duy xin được dừng video clip tại đây. Hẹn quý chú anh chị ở một video clip tiếp theo. Duy sẽ tạo ra những trò chơi thú vị trong ngày Tết cho mẹ ổ và gia đình cùng trải nghiệm nha cả nhà. Tạm biệt cả nhà, bye bye. Dọn dẹp heo nha. Bây giờ thì mình dọn dẹp thôi. Ôi đâu đến thầy. Riêng của Doraemon là không dọn nha. Doraemon không dọn nha. Gom heo bể đi. Đặt cái xuống này vô. Cái bao của đường của.